quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ân Hoàng Phúc thay đổi thành một người khác sau khi lập gia đình. Cả Ân Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương cùng đăng tải hình ảnh ngọt ngào để kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Ân Hoàng Phúc Kim Cương bắt đầu công khai mối quan hệ trên truyền thông từ năm 2014. Dù nữ siêu mẫu kém nam ca sĩ đến 5 tuổi, nhưng cả hai được đánh giá là tương xứng về ngoại hình. Trước khi tổ chức đám cưới và cho nhau danh phận trước công chúng, Ân Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh và thêm một con riêng của cô. Vợ chồng Ân Hoàng Phúc kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Sáng 1 tháng 12, giọng ca Căng Gác Trống đăng tải 3 khoảnh khắc thấm thiết bên vợ cùng lời nhắn nhủ không thể ngọt ngào hơn. Hãy giữ mãi như thế này nhé bà xã, kỷ niệm ngày cưới năm sau và những năm sau nữa. Hẳn cũng phải tuyệt vời như năm đầu nha. Giọng ca hứa nhiều, thức hứa cũng thật nhiều cho hay. Anh luôn giữ khoảng cách với fan nữ và không bao giờ để vợ phải ghen. Tôi không tặng cho cô ấy đồ này đồ nọ mà tôi dành nửa phần đời còn lại lên vợ. Tôi không để Kim Cương lo lắng khi tôi thường xuyên đi diễn bên ngoài hay nhiều có fan hâm nữ làm quen, nhắn tin hỏi han. Đàn ông lúc nào cũng có thể say nắng trước người đẹp. Tôi luôn kiềm chế bản thân để không bị cám dỗ để làm mất hạnh phúc gia đình này. Dù kỷ niệm 2 năm ngày cưới nhưng hai vợ chồng đã có gần một thập kỷ yêu thương nhau. Mỹ nhân gốc Cần Thơ nhắn nhủ Ân Hoàng Phúc chúc mừng kỷ niệm ngày cưới mình với ông xã. Ân Hoàng Phúc tổ chức sinh nhật cho con riêng của vợ. Ngày 25 tháng 11 vừa qua, Ân Hoàng Phúc và Kim Cương cùng tổ chức sinh nhật cho con riêng của vợ. Tổ ấm hiện tại của hai vợ chồng với ba đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Nam ca sĩ luôn dành tình yêu thương đầy đủ cho các bé và không có sự phân biệt con riêng hay con chung. Tôi không phân biệt con chung hay con riêng. Với con nhỏ, tôi không dùng roi vọt la mắng. Nếu cha mẹ làm vậy, chỉ để lại ấn tượng không tốt cho trẻ về cách hành xử của người lớn. Vợ chồng tôi thường khuyên nhủ tâm sự với con nhiều hơn. Con trai của vợ coi tôi như bố ruột, bé hay tâm sự chuyện học hành bạn bè. Có những thắc mắc gì con trai đều nói với bố. Con cũng rất thương em nhỏ, những lúc thấy bố mẹ bận rộn, con trông coi chơi đùa với em, anh nói về nguyên tắc dạy con. Sau khi có gia đình và làm bố, Ân Hoàng Phúc cũng thay đổi những thói quen sinh hoạt so với lúc còn trẻ. Lúc chưa có gia đình tôi hay tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè đến khuya. Bây giờ cuộc hẹn nào quan trọng tôi mới đi và tranh thủ về trước 20 giờ. Những lúc có công việc bên ngoài về muộn, vợ chồng tôi nhờ bà ngoại giữ con giúp. Khi còn độc thân, tôi chi tiêu thoải mái mua những món đồ yêu thích rồi không dùng. Làm bố tôi tiết kiệm một khoản riêng để cho con học ở môi trường quốc tế. Tôi hạn chế, thậm chí cai mua đồ hiệu. Cách làm bố và cách chăm sóc gia đình của Ân Hoàng Phúc thật đáng ngưỡng mộ. Cùng chúc gia đình anh trăm năm hạnh phúc.